chừng luôn nè, mua quá chừng con luôn. Mua về chút nữa mình sẽ làm tôm hùm nướng nha cả nhà ơi. Bây giờ mình cho mấy đứa nhỏ chơi trước. One giant lobster. Cái này mười mấy con á mà có 100 mấy thôi à. Lobster babies instead. Đây nè. Có cái là một càng không, một càng, hai càng thì mình không lấy tại vì not even great. Cái càng nó nhỏ xíu vậy nè. Ok, now you have play on xíu. Hồi nãy đi chợ lâu quá bây giờ nó hơi touch bỏ it trong bọc. Nó muốn quá chừng con luôn á, đẻ quá chừng, quá nhiều rồi. Mommy, chỉ lòng nhiều rồi, chỉ lòng tao. Mommy, did you know you're gonna hurt some? Đây nè, còn sống á, nhưng mà bây giờ mới đổ ra nó hơi ngọt, tại vì chợ vòng vòng. Nè, thôi rồi. Quá chứ scared. It's got a rubber band on it, it can't. Yeah, it bò, This is a lobster cub, you know. Cái này thì hai càng này cả nhà. Bữa nay mình sẽ nướng nguyên con. Mình không có chặt đâu. Mình làm biếng chặt lắm. Chặt cái này nhiêu con ta? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 con có 102 à. Rẻ trại nhân 10 đồng con à. 10 đồng con rồi đó cả nhà, rẻ lắm luôn á. Nè cả nhà coi nè. Con cái càng gói luôn á. Đưa cái càng. Ngon lắm luôn. Nè không con nè. I have to be careful. Bây giờ chút nữa là Matthew. Mình rửa. So close to hurting this. Rửa cho nó sạch rồi đem lên lò nướng barbecue để lên là nướng hết luôn. They're not walking. Thì tự chợ từ sáng giờ. Dạ. Không đi mua tùm lum hết. Bây giờ mình đi lấy cái thau lại mình đựng vô rồi mình rửa nha cả nhà. Để cô rửa cho, đừng có quay cô rửa cho, cô chà cô rửa sạch sẽ giùm cho. Ok. Cô làm về. Nè nó bắt đầu nó nhúc nhích lại rồi đó. Hồi nãy thì nó chưa nhúc nhích được, nó mới ngọt rồi. Đó. Quá chừng luôn. Mấy đứa nhỏ không ăn không? Thích hả? Mấy đứa nhỏ không ăn. Con của con nó không ăn tôm. Cái này ăn mà muối tiêu chanh. Muối tiêu chanh ngon, nó chấm vô nó. Dạ. Bộ không có đi xào. Ok. Thì cho nó ăn. Nó không ăn tôm. Dạ. Dạ. Tôm cá. Không, từng con rửa nó dễ hơn. Hai ba con á, mình rửa không có sạch. Bây giờ mình chà cái cho nó tôm hùm cho nó sạch từng con một nè. Rồi, mấy dưa. Dạ. Giờ bớt lưới thôi. Rồi hiểu. À, chuối nè. It's a brush. It's bỏ vô này. A little brush. That's our lobster that we were playing with. Một mâm lobster này có 100 mấy quá rẻ luôn. I'll see it in the water. Đây như 10 đồng cô. Dạ. Can you leave it in the water? What happens if you leave it in the water? That's our lobster. Upside up. You I never forget. It's okay, but I want to put it inside the water. You want to leave it in there. Ooh, ooh. Lobsters. Cô. Đây là cái nước đá nhóc luôn á. Đâu có ai biết cái này không? Nè, thấy không? Nè. Nước dơ không? Nước của nó nhóc luôn á. Cái nước đá của nó nhiều lắm cả nhà. Bây giờ tại vì cái này cô làm trong một hàng tài hậu nó mới nói cái này thật chưa? Rồi con thật rồi. Này ngay cái tổ này nè. Này hay này nó mới ra nước đáy vậy ra. Đó, nó đáy cả đống ra luôn cả nhà. Cái chỗ này nè. Cắt bỏ cọng dây thun của nó nha. Rồi xong.
Mình chỉ cắt ra thôi, nhưng mà mình không có cắt ra hết. Không cắt ra hết, chỉ cắt cái vỏ nó ra thôi. Cắt ra cho nó không, để mình nó màu chín thôi. Chút nữa có cái đồ đập cái này rồi, có không? Đấy cái gì? Đấy có cái gì búa đó. Không? À, có cái búa mà không với ông xã còn bỏ đâu nữa. Không có sao? Bỏ bên này trước. Cái này dày thì có một hai lớp. We cut in the middle on. Yeah. It's not easy. Mình nướng bên bề này trước. Cái càng mình cũng đập ra cả nhà. Đẩy nữa nha cả nhà. Chút nữa mình đặt qua bên kia nữa là xong rồi đó. Chín đỏ hết cả nhà. Bây giờ mình chở qua bên đây nữa. Chín rồi cả nhà. Bây giờ mình gấp lên hết luôn. Xong rồi, bây giờ mời cả nhà ăn nha. Mình nướng tôm hùm xong rồi nè cả nhà. Hết sảy luôn. Bữa nay ăn với muối tiêu chanh. Đến. Wow. Thịt không nè. Nóng quá à. Bây giờ mình chấm vô muối tiêu chanh nha. Nóng quá luôn, ngon quá. Chế, chế. Bây giờ mình xin ngưng video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình nha.